câu bộ Shopee Live ngày 7 tháng 7, bản năng có sẵn là hài hước có thừa, dàn anh trai bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế, sẽ cùng khán giả Shopee Live nhập cuộc săn sale 7 tháng 7. Bên cạnh chuỗi siêu đại hấp dẫn, thì việc ai sẽ xuất hiện trên livestream vào các dịp sale số đôi được tín đồ Shopee cực kỳ quan tâm. Trong loạt nội dung nhá hàng mới nhất trên fanpage Shopee, các tín đồ nhà cam đã phần nào thỏa được cơn tò mò về dàn layout của từng chương trình livestream đều đã được hé lộ đầy đủ. Nổi bật nhất trong số đó là một show hoàn toàn mới với sự góp mặt của bộ ba anh trai trong gai đang đình đám thời gian gần đây. Mới thêm trong show livestream tháng 7, các anh trai sẽ đồng hành cùng khán giả Shopee khám phá quyền năng của những ưu đãi phí ship không đồng đang được cư dân mạng truyền tai nhau thời gian gần đây, và bật mí kích bỏ túi voucher receipt giảm đến 500.000 đồng cực xịn. Đồng hành cùng sao thoát được trên Shopee Live trong vai trò host từ năm 2023 đến nay, Lê Dương Bảo Lâm chưa khi nào giảm nhiệt trong cộng đồng fan vì thở câu nào là hài câu đó. Chưa kể đến việc dàn khách mời thuộc vào hàng xịn sò nhất nhì showbiz Việt càng khiến cho độ hot của chương trình tăng tiến. Vào lúc 21:30 tối nay, ngày 6 tháng 7, Hot Boy Đồng Nai sẽ tái ngộ người anh em cười mồi Kiều Minh Tuấn và một nhân vật đặc biệt không kém chính là Đắc Ca. Nam ca sĩ 10X sở hữu loạt bản hit triệu view, hứa hẹn tạo ra một siêu nhóm ba gai. Đi đến đâu là gây phiền đến đó, đừng quên theo dõi và canh me loạt ưu đãi hấp dẫn. Chiếm sóng mạnh mẽ các diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội và cả báo chí, ba anh tài Duy Khánh, Bộ Công Nam, Khay Trần hứa hẹn sẽ mang đến những trong gai hài hước. Đồ lên like, chương trình livestream mới toanh được sàn cam cho lên sóng. Lần đầu trong dịp ngày 7 tháng 7 này, Khay Trần sẽ tiếp tục hát nhảy sexy, Bộ Công Nam ngẫu hứng sáng tác giai điệu mới. Hot Duy Khánh, quăng mạng miếng hài, hay tất cả sẽ đổi vai cho nhau. Trở lại với siêu sale 7 tháng 7 lần này, ông shop Hổ Đằng và chàng hàng xóm điện trai Quỳnh Lý sẽ đón thêm một khách siêu đặc biệt là diễn viên Võ Tấn Phát tại Chuyện Đại Gia Đình Shopee. Chỉ cần nghĩ qua tên tuổi thôi cũng có thể đón được độ hài nhây của tàu phát sóng này. Để không bỏ lỡ những màn tung hứng duyên dáng giữa ba anh chàng diễn viên, đừng quên đón xem livestream 21:15 và 19:30 trên ứng dụng Shopee. Nam em bất ngờ tiết lộ sắp làm phim. Thời gian gần đây, nam em đang có dấu hiệu rõ hơn trong việc tái xuất làng giải trí. Theo đó, người đẹp đang tập trung quay MV nhằm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mới đây nam em lại một lần nữa gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ thêm nhiều kế hoạch trong tương lai. Nam em khiến dân mạng bất ngờ khi cho biết sẽ lấn sang thị trường phim ảnh. Nam em tâm sự, mình sẽ làm MV trước, xong làm phim sau. Nhưng mà chắc cũng cỡ 20 cái MV rồi mới làm phim. Sau đó mình sẽ làm web drama, rồi đến phim điện ảnh. Thông tin này của nam em nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm khán giả. Không ít ý kiến quan ngại việc nàng hậu có thể kham nổi số lượng công việc quá nhiều như vậy. Bởi điện ảnh không phải một lĩnh vực dễ dàng, đặc biệt là đối với những người không chuyên như nam em. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn xuất hiện một vài bình luận cổ vũ nam em, bày tỏ sự thích thú về việc cô nàng dám nghĩ, dám mơ ước, dám thực hiện. Các fan còn vui mừng vì giờ đây, nam em cũng đã dần nghiêm túc hơn trong việc quay trở lại nghệ thuật, thông qua sản phẩm được đầu tư chỉnh chu và kỹ lưỡng. Trước đó, nam em không ít lần nhá hàng về chiếc MV sắp tới. Cô còn đăng tải chiếc video ghi lại khoảnh khắc làm việc chăm chỉ cùng đội ngũ ekip. Trong clip, nam em gây ấn tượng khi diện vest màu đỏ thẫm với lối trang điểm đậm, phần tóc được vuốt ngược ra sau. Cô tự tin thể hiện thần thái chuyên nghiệp và trình diễn theo ca khúc được thu sẵn từ trước. Ở phần bình luận, không ít người thể hiện sự mong chờ với sản phẩm sắp tới của nam em, thậm chí còn dự đoán đây sẽ là ca khúc khuấy đảo làng nhạc Việt trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.